À, vậy nha, Xe mình tới rồi. bye Mình về trước bye. nha. Bye bye. Vậy nha. Tôi đi về trước nha. Ủa, Trà. Ủa, bác sĩ Thiện, anh làm gì ở đây vậy? À, có thằng bạn muốn mượn mấy cuốn sách, sẵn tiện tôi đem qua cho nó luôn. À, thì ra là vậy. Còn học ở đây hả? Ừ. Vẫn chưa tốt nghiệp nữa. Chưa, tôi còn 1 năm nữa lận. À, thôi tôi đi nha, xe tôi đang chờ. Ờ, Trà. Tôi cũng không có gì bận. Nếu cô có rảnh thì tôi mời cô uống một ly cà phê. Ừ, xin lỗi anh nha, anh mời không đúng lúc rồi. Tại vì hôm nay tôi có một cuộc họp quan trọng ở công ty. Không sao đâu, để bữa khác cũng được mà. Vậy nha, lần khác tôi chắc chắn sẽ mời anh một chầu cà phê. Dù gì tôi cũng phải nói với anh một lời cảm ơn vì lần trước anh đã cấp cứu cho ba tôi. Cô đừng nói vậy, đó là nhiệm vụ của tôi. Tôi đi trước nha, bye bye anh. Dạ, con chào chú. Chào con. Làm một set nha. Dạ. Ông đại. Qua đây. Ô. Anh Lâm. Chào ông. Chào cậu. Dạ đây. Cảm ơn. À, vô làm set chứ? À, dạ không, hôm nay tôi không ăn giờ. Vậy hả? À, cậu vừa từ bệnh viện về hả? Dạ, bệnh viện có một ca mổ. Vừa xong rồi tôi chạy qua đây liền. Thật ra tôi biết chắc là cậu sẽ gọi cho tôi, vì cậu không phải là một người đơn giản. Ông đề cao tôi quá mức rồi. Dù sao thì tôi cũng nợ cậu một lời hứa và một lời cảm ơn. Cứ thẳng thắn nói điều cậu muốn đi. Ông đã nói vậy, tôi không vòng vo chi nữa. 1% cho mỗi căn hộ bán được. Hình như nó đã vượt quá tầm kiểm soát của tôi. Tôi thì lại không nghĩ vậy. So với chuyện tôi giúp ông chữa được căn bệnh quái ác của mình, và bên cạnh đó là cổ phiếu của tập đoàn GS tăng lên đáng kể, và lợi nhuận mong có được trong dự án, thì lời thỉnh cầu của tôi là hoàn toàn hợp lý. Thật quá đúng như dự đoán của tôi. Tôi không phủ nhận tất cả những gì cậu làm, nhưng để xem xét những thỉnh cầu của cậu thì tôi cần phải có thêm thời gian. Tôi có thể chờ được, nhưng tôi thiết nghĩ đây là mối lợi lớn. Với vị trí một người làm chủ nhau thì tôi biết ông còn nhìn thấy giá trị lợi dụng ở tôi. Tôi nói xong rồi, tôi xin phép tôi về trước. Tôi hy vọng Lâm sẽ bỏ thời gian để suy nghĩ về lời thỉnh cầu của tôi. Chào ông. Tôi đi. Vào đi. Và đây là bản phụ lục hợp đồng bên CS. Mời cô xem qua. Nguyễn Minh Thiện, bác sĩ khoa nội của Bệnh viện Quốc tế thuộc tập đoàn MIC. Bệnh viện chúng ta có bao nhiêu người tên Nguyễn Minh Thiện? Dạ, chưa có một thôi, thưa giám đốc. Chính là bác sĩ Thiện sao? Dạ, thưa giám đốc. Chuyện này là như thế nào? Tôi cũng chưa rõ nữa, chưa nghe chủ tịch nói gì. Chẳng phải là ba tôi đã ký hợp đồng rồi hả? Dạ, thưa giám đốc. Nè, sao anh cứ biết nói đúng rồi dạ vậy không vậy? Sao lúc đó anh không hỏi thử ba tôi coi chuyện này là như thế nào? Xưa nay chủ tịch làm gì thì không hề giải thích, nên tôi cũng không tiện hỏi, thưa giám đốc. Thôi được rồi, anh cứ ra ngoài làm việc của anh đi, chuyện này để tôi xử lý. Dạ, chào giám đốc. Anh đợi tôi có lâu không? Tất nhiên là lâu rồi. Xin lỗi anh nha. Tại vì tôi phải bận họp xong cuộc họp tôi mới ra đây được. Với lại tôi không thích gặp nhau ở những nơi này.
nhưng mà tôi thích. Vậy thì cô nói luôn đi. Tôi nghĩ đây không phải là cuộc nói chuyện bình thường. Tôi sẽ không làm mất thời gian của anh nhiều đâu bác sĩ. Anh cứ xem cái này đi, rồi tôi với anh sẽ nói chuyện nhanh thôi mà. Cô đừng gọi tôi là bác sĩ. Ở đây đâu phải là bệnh viện. Anh ngạc nhiên lắm phải không? Chính tôi cũng ngạc nhiên lắm á. Nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên lắm à? Thì tại tôi thấy anh cười. Tôi vui. Có nghĩa là anh biết tất cả mọi chuyện này rồi. Tất nhiên, nó liên quan tới tôi mà. Vậy thì nói cho tôi biết đi, tại sao có thêm bản hợp đồng phụ lục này? Và anh có vai trò gì mà được hưởng 1% hoa hồng chứ? Tôi nghĩ về vấn đề này cô nên hỏi ba cô. Hỏi ba tôi? Tại sao? Vì ba cô là người quyết định tất cả mọi chuyện. Như vậy là anh không có ý định nói cho tôi nghe đúng không? Chắc chắn là không rồi. Thôi được rồi, không làm phiền thời gian của anh nữa. À, cô Trà, ba cô đã hết bệnh rồi, có thể xuất viện được. Cô lo thu xếp đi. Được, tôi biết rồi. Cảm ơn anh. Có tin nóng. Tin gì? Bác sĩ Định sắp được đi tu nghiệp ở Pháp. Trời đất ơi, cái chuyện này ai mà chẳng biết. Vậy mà cũng nói. Ủa, biết hết rồi hả? Ừ. Điều mọi người quan tâm ở đây là ai sẽ là người thay thế bác sĩ Định ở vị trí trưởng khoa. Ừ, cái này là em biết phải không Vi? Em chỉ biết có chút xíu à. Biết ai thì nói lẹ lên đi. Bí mật, khi nào tới em sẽ bật mí. Thôi em đi khám đây, mấy chị ngồi đoán tiếp đi ha. Ê, Vi. Trời ơi, cái con nhỏ này làm tôi tức chết đi mà. Nếu không muốn chết á, thì hai người bớt nhiều chuyện một chút đi. Nếu không, trước sau gì cũng chết gì tức à. Nè cậu, đừng có trù ẻo tôi nha, tôi còn yêu đời lắm đó. Ba, con kể chuyện đó cho ba nghe, có gì đâu mà ba cười dữ vậy? Con thiệt, làm ba cười muốn chảy nước mắt luôn. Ba này, con đang bực mình muốn chết đây nè. Cái anh chàng bác sĩ đó đúng là quá cao ngạo mà. Ba cười vì con ngốc quá đi. Tại sao con lại đi gặp nó, trong khi chuyện đó con có thể hỏi ba mà. Thì tại vì con nghĩ thế nào anh ta cũng nói cho con biết. Mà sao khi con lại đi gặp anh ta làm gì chứ? Con thiệt, con ngốc nghếch quá đi. Ba còn phải dạy con nhiều thứ lắm. Trời ơi, chắc cái anh chàng đó thế nào cũng cười con thúi mũi luôn á. Nhưng mà ba nói cho con biết đi, chuyện này là sao vậy? Anh ta có liên quan gì tới dự án của chúng ta mà lại còn được GS cho quyền lợi nữa? Có liên quan chứ con. Ông đại chủ tịch tập đoàn GS không phải là tay dừa. Chắc chắn nó phải làm được điều gì đó thì mới đạt được sự thỏa thuận chính đáng như vậy. Còn đối với chúng ta, nó lại hoàn toàn xứng đáng được điều đó. Vì chính nó là người đã lấy lại được cái bản hợp đồng đầu tư đó cho ba. Ủa? Chẳng phải là cái bản hợp đồng này đã được thỏa thuận trước khi ba nhập viện rồi mà. Đúng vậy. Nhưng sau đó, Kiel vì muốn cạnh tranh với chúng ta đã đưa ra một bản quyền lợi tốt hơn hẳn. GS vì vậy mà rút vốn khỏi dự án. Ba, tại sao con không biết gì về chuyện này hết vậy? Ba đã dặn thằng Kiel không cho con biết vì ba không muốn con lo. Nhưng mà con vẫn chưa hiểu. Bác sĩ Thiện đó có liên quan gì tới chuyện này mà anh ta lại nhúng tay vào? Vì lần đó, Thiện đó đưa vào một cô bé mồ côi, 7 tuổi, để chạy thận ở tại bệnh viện của mình. Mà cô bé đó lại không có tiền để lo viện phí. Nếu như là một bác sĩ bình thường khác, vào xin ba một tiếng về số tiền trợ cấp cho cô bé đó thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Đằng này, nó rất là kiêu ngạo.
Nó dám khẳng định với giám đốc Bình và bác sĩ Định là nó sẽ kiếm được tiền viện phí cho cô bé đó. Ba, vậy cuối cùng anh ta có làm được không? Thiện nó là một đứa rất thông minh. Nó nói với ba, nếu ba chịu trợ cấp cho đứa bé đó, thì nó sẽ kiếm lại cho ba một món lợi còn lớn hơn nữa. Đó chính là hợp đồng của GS. Hả? Thiện nó không phải là tay dừa. Nó biết người đối diện cần gì và gãi đúng cái chỗ ngứa để đạt được mục đích của mình. Tại sao phải học tới tiến sĩ mới được chứ? Em đâu có cần cái bằng tiến sĩ đó của anh đâu. Em biết mà. Nhưng mà anh cũng phải nghĩ cho em chứ. Còn chuyện tình cảm của em và anh thì sao? Ba em ngày nào cũng hối thúc em cái chuyện đám cưới hết á. Em không có muốn ba em lo lắng đâu. Anh cũng biết rõ bệnh tình của ba em mà. Anh biết chứ. Nhưng mà em phải cho thời gian đi. Thôi đi. Em không muốn nói với anh nữa đâu. Anh muốn làm gì thì làm đi. Dạ, anh. Thôi được rồi. Nên anh còn giữ ý định đó thì anh đừng gọi cho em nữa. Em không muốn nghe nữa đâu. Được. Em có gì gì hoài thì chia tay đi. Được. Anh nói chia tay chứ gì. Chia tay thì chia tay. Alo, tôi nghe đây. Tôi, Thiện đây. Bác sĩ Thiện. Vì, còn em thử giùm bác cây dừa ăn chưa? Có thiếu gì không? Ngon quá bác. Bác nấu ăn ngon y như mẹ con vậy đó. Con khen bác vậy thôi, chứ bác biết là chắc chắn bác nấu ăn dở hơn mẹ con rồi. Con thấy cả hai đều nấu ăn ngon như nhau. Anh Thiện cũng thích mấy món ăn mẹ con nấu lắm đó. Thằng Thiện sau giờ này chưa về nữa. Bác tưởng hai đứa làm chung với nhau thì phải về chung với nhau chứ. Dạ, anh nói là anh đi gặp một người bạn. Con nghĩ là chắc bạn học cũ đó bác. Đàn ông nhiều khi cũng phải giao tế ha. Thôi, bác cháu mình làm lẹ lên đi. Để nó về là có ăn liền. Dạ. Chúc anh chị ngon miệng. Cảm ơn ạ. Dạ. Mời cô. Sao anh có số điện thoại của tôi mà hẹn tôi ra đây vậy? Có nhiều thứ mình đã muốn biết thì không khó để biết. Vậy ra anh dùng cách đó để làm cho ba tôi thích anh hả? Không dám. Tôi chỉ làm những gì mà tôi thấy cần thôi. Sợi dây chuyền cũng đẹp quá ha. Cảm ơn cô. Của người yêu tặng hả? Sao cô nghĩ vậy? Chẳng sao cả. Hỏi vu vơ thôi. Nhà ở đây hay. Đây là nhà hàng mà tôi thích tới đây ăn nhất đó. Tôi biết. Bởi vì ở đây trong khi thực khách dùng bữa thì họ mở nhạc không lời. Tôi nói đúng không? Anh thì là tài giỏi đó. Ngay cả những sở thích rất là riêng tư của tôi mà anh cũng biết nữa. Không phải là cô rất thích nói chuyện với những người biết rõ như cô trước hay sao? Ngay cả chuyện đó anh cũng biết. Tôi đã nói rồi mà. Nếu đã muốn biết thì không khó. Vậy ra hôm nay anh hẹn tôi ra đây để nói cho tôi biết là anh hiểu về tôi rất là rõ. Không. Tôi chỉ nghĩ cô không keo kiệt đến nỗi không mời được ân nhân của ba mình một buổi tối. Thank you.
Tâm trạng của cô không được tốt. Hay là ăn xong cô cũng muốn đi đâu? Đi đâu là đi đâu? Những lúc như thế này đi biển là đúng nhất. Đi biển hả? Vi à? Dạ. Nếu như con đói bụng, không mấy con ăn cơm trước đi. Để một mình bác chờ nó được rồi. Dạ không sao đâu bác, con chờ được mà. Cái thằng, đi đâu mà giờ này chưa chịu về vậy không biết nữa. Sợ lắm á. Chạy như vậy biết chừng nào mới tới. Cô bị tâm bắt chặt rồi đi. Sắp tới rồi. Mặt tiến sĩ đối với anh ấy quan trọng hơn tôi hả? Con trai cô đang ở đâu? Ở Pháp. Anh đang họp để lấy bằng thạc sĩ. Cuối tháng này anh ấy tốt nghiệp rồi. Cứ tưởng khi anh ấy học xong anh ấy sẽ về đây để lo chuyện đám hỏi với tôi. Ai ngờ anh ấy nói với tôi là sẽ học thêm 3 năm nữa để lấy bằng tiến sĩ. Tôi nghĩ bằng trai của cô là một người tài giỏi. Để làm gì chứ? Bắt đầu yêu nhau thì đấy nói qua Pháp học 2 năm thôi. Bây giờ thì nó học thêm 3 năm nữa. Làm sao mà tôi chịu được? Biết đâu bạn trai tôi nghĩ muốn có một hạnh phúc vững chắc cho cô sau này thì sao? Vững chắc gì chứ? Tôi còn lạ gì gia đình anh ấy nữa. Ba đấy là bạn thân của ba tôi mà. Vậy chuyện này tôi nói cho ba cô biết chưa? Chưa. Anh ấy nói với tôi là đợi khi nào mà anh ấy học xong bằng thạc sĩ thì sẽ nói cho hai bên gia đình. Tôi đã đợi 2 năm rồi. Không lẽ muốn tôi đợi thêm 3 năm nữa. Mà anh cũng biết rồi đấy, cái câu xa mặt cách lòng. Hai người yêu nhau mà dùng đất khác nhau. Đã vậy cũng phải chờ đợi nhau tới 5 năm. Anh thử nghĩ coi, yêu như vậy làm sao mà yêu nhau được. Tôi đã nói chẳng biết chưa? Đã nói được, nhưng mà chẳng giải quyết được gì hết. Điều đáng buồn hơn nữa là anh ấy chấp nhận ở lại đó và đòi chia tay với tôi. Tôi hỏi thiệt anh, trong chuyện tình cảm tôi có làm gì sai không? Không, cô hoàn toàn đúng. Cô là người yêu của anh, cô có quyền nói lên những điều mà mình suy nghĩ. Tôi thấy hai người phải thật bình tĩnh rồi chọn một ngày để mà nói chuyện với nhau. Tôi quá mệt mỏi vì phải chờ đợi anh ấy rồi. Đến bây giờ tôi nghĩ là anh ấy không hiểu gì về cảm nhận của tôi. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao anh ấy không chịu hiểu cho cảm nhận của tôi? Thôi, bây giờ thôi. Tôi không sao chứ?
Sao vậy chứ? Tôi chỉ cảm thấy hơi mệt thôi. Chết. 2 giờ rồi. Hả? Cái gì? 2 giờ sáng rồi hả? Tôi chưa bao giờ đi tới giờ này hết á. Bây giờ mà mình đi về cũng nguy hiểm lắm. Hay là tôi tính vậy? Bây giờ mình kiếm một khách sạn gần đây, ngủ một giấc tới sáng rồi đi về, được không? Vậy cũng được. Nãy giờ nói chuyện với anh mà quên mất là phải về Sài Gòn rồi. Giờ phải ngủ lại đây. Vậy thôi mình đi. À, dạ, chúng tôi muốn 2 phòng. Anh chị thông cảm, khách sạn của tôi đã hết phòng. Hôm nay chủ nhật, khách sạn nào cũng đông. Anh coi kỹ lại coi còn phòng nào không, chứ nãy giờ tôi đi vòng vòng mấy khách sạn khác, không có khách sạn nào còn phòng hết. Với lại bây giờ cũng trễ quá rồi, tôi chỉ cần khoảng 2 tiếng thôi à. Anh chị kiểm tra lại giùm tôi. Dạ. Hiện nay chúng tôi chỉ còn 1 phòng. Nhưng mà khách của chúng tôi đã đặt phòng rồi, vào sáng mai lúc 6 giờ. Khách sẽ đến nhận phòng, cho nên là tôi sợ không kịp giao vào sáng mai. Không sao đâu, chúng tôi sẽ trả đúng giờ mà. Vậy thì anh chị làm sao trả phòng cho chúng tôi vào lúc 5 giờ sáng được không ạ? Cô thấy sao? Thì cũng phải chịu thôi chứ sao giờ. Chứ đi vòng vòng nãy giờ đâu còn phòng nữa đâu. Với lại ngày mai tôi phải về công ty, tôi còn họp sớm nữa. Vậy được rồi, chúng tôi lấy phòng đó. Vậy thì anh chị vui lòng giúp chúng tôi trả phòng đúng giờ nha. Chìa khóa phòng của anh chị. Dạ. Mà anh chị đây. Cảm ơn. Cảm ơn. Lần đầu tiên ngủ khách sạn với người lạ, cô không ngủ được đúng không? Ủa, anh chưa ngủ nữa hả? Nãy giờ tôi cũng cố gắng ngủ lắm rồi, nhưng không biết sao khó ngủ quá à, chưa ngủ được nữa. Hay là cô muốn đi dạo một chút nữa không? Đi dạo hả? Mà tôi nghe người ta nói uống rượu cũng dễ ngủ lắm, hay là thử uống một chút đi ha. Vậy đi, chờ tôi một chút. Sao cô chắc bôi không vậy? Tôi uống nhiều sai sao? Cô yên tâm đi, rượu vang khó sai lắm. Anh đừng cười tôi nha, hôm nay tâm trạng tôi không được tốt. Chắc chắn là tôi sẽ uống được nhiều hơn mọi ngày. Rót cho tôi đi. Ok.
Trà. Chuyện tối qua coi như chưa có gì xảy ra hết. Anh nên quên mọi chuyện đi. Trà. Trà. Alo. Lên bài chưa? Dạ rồi anh. Tốt. Mẹ. Mẹ. Ủa. Trời đất ơi. Sáng rồi hả? Dạ. Nè. Cô đi đâu mà tối hôm qua không về vậy? Dạ, tối qua con với thằng bạn cũ nhậu với nhau. Rồi thấy khuya quá nên ngủ lại nhà nó luôn. Làm hôm qua con Vi nó chờ quá trời. Thấy nó buồn hiu hả? Mẹ nói dữ lắm nó mới chịu về đó. Mà con nhỏ thiệt hiền ghê nơi vậy đó. Phải chi có được nó làm con dâu thì tốt phước biết mấy. Dạ. Thôi, vô đi. Mẹ hâm đồ ăn rồi ăn sáng luôn. Ủa, mẹ, sao đồ ăn còn yên nguyên vậy? Tối qua mẹ không ăn hả? Mẹ chờ con về trễ quá, rồi cái mệt, ngủ quên luôn à. Khổ mẹ quá, mẹ mốt đừng chờ con vậy nữa. Có đói thì cứ ăn trước đi, giờ giấc của con thất thường lắm. Mẹ biết rồi, thôi, lên rửa mặt thay đồ rồi xuống ăn sáng nghe. Dạ. Cuối cùng á cũng phải xuất viện rồi. Con thì không có muốn ba xuất viện trong lúc này chút nào hết đó. Nhưng mà bác sĩ Thiện đã nói sức khỏe của ba ổn định rồi. Mà ba cũng kỳ thiệt á. Công việc thì công việc, sức khỏe là trên hết chứ. Nếu mà không có sức khỏe á, ba đâu có làm được gì đâu. Ba, hay là ba cứ để mấy việc trong công ty cho con lo cho ba nha. Người đàn ông đó là ai vậy? Dạ... Ba không quan tâm tới bài báo. Ba chỉ quan tâm tới người đàn ông mà con gái của ba yêu thôi. Liệu người đàn ông đó có phải là người tốt không? Ba đừng có quan tâm tới mấy cái tin đó. Đó chỉ là cuộc trò chuyện giữa hai người bạn thôi à. Không có liên quan gì tới tình cảm nam nữ hết đó ba. Ba muốn con hứa với ba một điều. Dạ ba. Khi con có người yêu, ba muốn ba là người đầu tiên được biết về người đó. Dạ con biết rồi. Xong rồi ba, mình đi. Anh Thiện, đêm qua đi đâu mà anh không về nhà? Đây là bệnh viện. Bệnh viện hả? Bệnh viện thì đã sao? Có liên quan gì tới chuyện anh không về nhà không? Anh... Cô dừng lại là vừa rồi đó. Cô đừng có làm quá. Dừng lại trước khi tôi nổi nóng. Có gì mai gặp lại. Ngày mai trả giấy qua rủ tôi đi thực tập nha. Trà. Thì sớm đi bà. Về nha. Mình cần nói chuyện với nhau. Chẳng phải là tôi đã nói với anh rồi hả? Nhưng tôi vẫn chưa nói gì hết. Nhưng mà tôi đã nói với anh rồi. Vậy là quá rõ rồi. Nhưng tôi không phải là kẻ vô trách nhiệm. Tôi muốn chuyện đó rõ ràng. Anh không hiểu những gì tôi nói hả? Tôi không muốn anh nhắc tới chuyện đó bất cứ một lần nào nữa hết đó. Anh không cần phải chịu trách nhiệm với tôi. Bởi vì đối với tôi, chuyện của tối hôm đó không có ý nghĩa gì hết. Anh đừng có theo tôi nữa. Trà.
Chà. Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn chị. Dạ cảm ơn chào anh. Chị hẹn gặp lại sau. Dạ. Dạ chào chị. Cho xe vô đón tôi đi. Tôi còn nói chuyện với em. Dạ. Mình cần nói chuyện với nhau. Doanh thu tháng này tăng 20% so với tháng trước. Tình hình các dự án đều đang triển khai. Dự án chung cư dành cho người nước ngoài đang tiến hành đấu thầu. Kế hoạch là vào ngày nào? Dạ, ngày 30 tháng này ạ. Có thông tin gì của các nhà thầu chưa? Dạ, có rồi ạ. Con thấy như vậy là cũng nhiều lắm đó ba. Con thấy tất cả các nhà thầu họ đang rất là có hứng thú với dự án của chúng ta. Tốt lắm. À, cậu đã kẹp số phụ tài khoản của tháng trước và tháng này vào hồ sơ chưa? Dạ rồi ạ. Dạ, con xin lỗi ba, con ra ngoài một chút ạ. Cậu để mắt tới con bé giùm tôi nha. Dạ tôi biết rồi thưa chủ tịch. Ba chưa về phòng hả ba? Hình như sức khỏe của con không tốt hả? Dạ đâu có đâu ba. Chắc tại vì lúc này con làm việc nhiều quá đó. Ừ. Làm cái gì á thì cũng phải để ý tới sức khỏe của mình một chút. Có thời gian thì nói cậu Kiên đưa đi bác sĩ nghe. Dạ con biết rồi thưa ba. Thank you.
4 tuần sau nhớ tới tái khám nha. Kết quả xét nghiệm thế nào thưa cô? Tôi không sao cả. Sức khỏe cô vẫn tốt chứ? Alo, tôi cần gặp anh. Vậy nha. Bác Tài dừng lại giúp tôi đi, tôi muốn đi dạo một chút. Tôi nghĩ là anh có quyền được biết chuyện này. Tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện này. Điều đó tôi không quan tâm. Tôi chỉ đến báo cho anh biết thôi. Còn chuyện giải quyết như thế nào, đó là quyết định của tôi. Ý của em là sao? Sự cố xảy ra rồi thì phải khắc phục sự cố chứ. Em điên à? Em không có quyền làm chuyện đó. Tôi không cho phép. Anh không có quyền nói có hay là không ở đây. Nhưng đứa bé này vô tội, và nó cũng là con của tôi. Vậy nếu tôi phải làm sao đây? Hả? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện này. Em cứ để chuyện này cho tôi. Tại sao phải để cho anh? Anh cũng cần phải xen vào tất cả mọi chuyện, để cho tôi giải quyết theo ý của tôi. Tất cả mọi chuyện để cho tôi giải quyết theo ý của tôi. Đông đưa đưa trên làn tóc em ngày xưa thật dễ thương. Em nào đâu biết một tiếng nào mà đau. Em đã yêu trong nồng sàn thứ nhất xa thương. Bao nhiêu lời yêu thương chưa nói, ôi lời biệt ly xót xa. Anh muốn ra về chốn nhà, tình yêu anh đã thôi đang tan vỡ thật rồi. Ngày anh ra đi, sóng cũng thêm lời, khi ta cách xa nắng cũng phai nhỏ. Tìm theo dấu chân anh xưa bao tìm bóng trong lòng. Sao anh gọi mấy lần không nghe máy? Nhưng tôi tin nhắn, gọi lại cho anh.
vừa có công văn của Bộ Y tế xác nhận là đã có người hiến thận cho bệnh nhân Nguyễn Thị Lại. Theo kết quả xét nghiệm thì hoàn toàn tương thích với cơ thể của bệnh nhân. Nhưng mà một điều khiến tôi đau đầu nhất là ai sẽ là người thực hiện ca mổ này? Chẳng phải bác sĩ Định vẫn phụ trách ca mổ ghép thận sao? Tôi chưa thông báo với các vị về chuyến đi tu nghiệp của bác sĩ Định. Ngày mai, ông ấy sẽ bay sang Pháp và tu nghiệp 2 năm. Vậy là bệnh viện của chúng ta sẽ thiếu một bác sĩ phẫu thuật giỏi. Nó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của bệnh viện chúng ta. Thưa giám đốc, tôi xin chịu trách nhiệm về ca mổ này. Đây không phải là chuyện đùa. Ghép thận là một ca mổ khó. Cậu mới vừa vào làm chưa được bao lâu. Lấy cơ sở gì để tôi tin cậu chứ? Thưa giám đốc, đúng lý xét về kinh nghiệm, có thể là tôi chưa nhiều, nhưng tôi tin vào khả năng của mình. Hơn nữa, giáo sư Định cũng coi tôi giống như là một học trò duy nhất của ông ấy. 2 năm qua, tôi đã thực hiện rất nhiều ca mổ, tất cả đều thành công. Thành quả của tôi, không những tất cả bác sĩ ở đây, mà tôi tin là giám đốc cũng được nghe tới. Tôi công nhận cậu ấy giỏi thiệt á, nhưng hơi tự cao quá. Thấy cậu ta tự tin và quyết tâm như vậy, tôi nghĩ cậu ta sẽ thành công. Chưa chắc đâu. Chuyện này liên quan đến mạng sống của con người và liên quan đến uy tín của bệnh viện. Tôi cần phải có thời gian để xem xét lại việc này. Cuộc họp đến đây kết thúc. Các vị về làm việc của mình đi. Thưa giám đốc, giám đốc nói đúng. Chuyện này liên quan tới uy tín của bệnh viện. Và tôi tin tôi là người duy nhất có thể thực hiện được ca mổ đó. Tôi mong giám đốc hãy cân nhắc thật kỹ chuyện này.